Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai 10 chương trình tín dụng hiệu quả đúng đối tượng, đến nay nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách tỉnh đã giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt gần 2.900 tỷ đồng với trên 78.000 khách hàng còn dư nợ. Trong đó có 3 chương trình cho vay ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, với mức vay tối đa tăng lên 100 triệu đồng một hộ, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,6% năm và thời gian vay vốn lên đến 10 năm. Đến nay, nguồn vốn tín dụng đã giúp cho gần 7.000 hộ trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Thực hiện thông tư số 01 của Ngân hàng Nhà nước về miễn giảm lãi phí cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã giảm lãi suất cho 27 khách hàng, trong đó có 3 khách hàng ảnh hưởng trực tiếp và 24 khách hàng bị ảnh hưởng gián tiếp do COVID-19. Để đồng hành cùng khách hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã ban hành nhiều gói lãi suất ưu đãi với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 1 đến 2%. Ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất cho 12 khách hàng khó khăn với số vốn vay 167 tỷ đồng, số tiền giảm lãi suất lên đến trên 500 triệu đồng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đang triển khai gói tín dụng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 6,5% năm, với khoản vay ngắn hạn trước đây, lãi suất cho vay ngắn hạn tại ngân hàng này dao động ở mức 6,5-8%. Trong tháng 5 và tháng 6, sức mua người tiêu dùng đã ổn định trở lại, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, doanh thu phục hồi tốt. Từ cuối tháng 4 đến nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, không còn phát sinh ca lây nhiễm cho cộng đồng. Các hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ dần hoạt động trở lại. Tổng mức bán lẻ 6 tháng đầu năm đạt gần 20.470 tỷ đồng, tăng 4,75% so với năm 2019. Trong đó, tháng 6 là hơn 3.710 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 30% so với những tháng trước. Chủ yếu tăng ở các mặt hàng dịch vụ như lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, xe cộ, bất động sản, gỗ và vật liệu xây dựng, dịch vụ lưu trú, ăn uống. Hiện nay, nhãn đang vào đầu vụ, thị trường tiêu thụ thuận lợi, được giá. Các hợp tác xã đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Năm nay, nhãn đầu vụ có chất lượng ngon, mã đẹp và đều hơn so với năm trước. Giá bán dao động trong khoảng từ 30 đến 35.000 đồng một kg. Mặc dù mới bước vào đầu vụ, nhiều vườn đã thu gần tấn quả và tiếp tục thu rộ trong khoảng từ 2 tuần đến 1 tháng nữa. Đầu vụ thì cũng đã nhiều người đặt hàng và bây giờ chúng tôi chỉ chờ nhãn chín. Nhãn chín là để mà xuất thôi. Giá thì ổn định. Nếu so với mọi người thì tôi không biết, nhưng so riêng tôi thì năm nay tôi được mùa. Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nhãn, các hợp tác xã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, từ đó khách hàng biết đến giá trị của nhãn lồng Hưng Yên, giúp nông dân tiêu thụ nhãn với giá cao hơn, như thương hiệu nhãn lồng Tiên Châu của hợp tác xã nhãn lồng Tiên Châu ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã có chỗ đứng trên thị trường nhờ áp dụng quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo quả nhãn có chất lượng tốt, đồng đều. Bên cạnh đó, hợp tác xã dán nhãn QR, truy xuất nguồn gốc đến từng vườn nhãn, bao bì nhãn mác cũng được đồng nhất. Hiện nay, hợp tác xã đã xây dựng thành công hệ thống bán lẻ độc quyền với gần 20 đơn vị là các công ty cửa hàng hoa quả sạch trải dài từ thành phố Hà Nội tới các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ngãi. Sản lượng tiêu thụ trong tháng chính vụ mỗi ngày tại các cửa hàng bình quân đạt 120 kg. Như năm ngoái thì chúng tôi mới có tiêu thụ được cho bà con thì nó còn hạn chế hơn năm nay. Thì năm ngoái thì được xít 30 tấn. Còn năm nay thì chắc là khoảng độ 5 đến 60 tấn, bởi vì do chúng tôi là sản xuất nhãn theo tiêu chí Việt Gáp. Cái hiệu quả năm nay là của chúng tôi là rất nhiều người đã đăng ký thu mua. Riêng nhãn Hưng Yên thì nguyên cái khu vực này thì là nó có đất rồi, là nó ngon hơn, thì nó thơm, nó đượm, mà ngọt sắc luôn. Cô mua 30.000 một cân. Với diện tích hơn 4.000 hectare nhãn, sản lượng nhãn toàn tỉnh Hưng Yên vụ này ước đạt hơn 45 đến 50.000 tấn quả, tăng 18.000 tấn so với vụ trước. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn công ty Bảo Việt Hưng Yên, Vietinbank Hưng Yên, ngân hàng BIDV Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên, Agribank Hưng Yên 1 và Agribank Hưng Yên 2 đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai.